Thì bây giờ là nỡ mà vi phạm rồi thì bây giờ là phải kháng cáo, đúng không mọi người? Thì cần sẽ nói qua các anh chị em mình về cái vụ kháng cáo một tí nhá. Đây, cái vụ kháng cáo bữa nay nó sẽ có một cái phần nó cập nhật cho anh chị em mình là kháng cáo và gỡ điểm. Đúng chưa? Thì khi mà các anh chị em mình bị vi phạm ấy thì đừng có hoang mang. Nhá, đừng có hoang mang. Khi mà anh chị em mình vi phạm thì cái việc anh chị em mình vi phạm bị oan là có không? Nếu mà mình là người chính sách, mình hiểu luật, mình hiểu chính sách nhá, là mình đôi khi mà mình biết là mình oan. Hiểu chưa? Đấy. Thì cái việc mà oan ức ấy thì đầu tiên là anh chị em mình là cứ tự tin anh chị em mình kháng cáo là nó vẫn về, còn lỡ mà nó đúng thật rồi thì anh chị em mình cũng phải chấp nhận, được chưa? Thì bây giờ nếu như lỡ mà mình bị vi phạm thì TikTok nó có một cái trò là gì ạ, làm trắc nghiệm, nếu đúng thì nó gỡ điểm cho. Đấy, có anh chị nào làm trắc nghiệm để gỡ điểm chưa? Anh chị em nào làm trắc nghiệm để gỡ điểm chưa? Có anh chị em nào làm trắc nghiệm chưa? Đấy, có qua được không? Thì nó có nhiều câu lắm nhưng mà cần không 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 kịp chụp hết, nhưng mà đây là ba cái câu cơ bản mà anh chị em mình hay gặp nhá. Anh chị em mình chụp lại để khi mà gặp ấy thì anh chị em mình sẽ trả lời cho nó đúng nhá. Đấy, ví dụ bà Hoàng Hòa này có gỡ được một điểm đây này. Đấy, thì ví dụ đây này các anh chị em mình nhìn thấy cái câu này này: hành vi nào dưới đây cho phép ở trên TikTok Shop? A, sử dụng thuật ngữ tuyệt đối, ví dụ tốt nhất số 1, không có tài liệu đáng tin cậy, nghe đã sai rồi đúng không? Hôm nay học cái biết luôn. Rồi, sử dụng hình ảnh khẳng định chưa được chứng minh khoa học. Câu này dễ rồi đúng không? Câu 3 em trả lời 30 phút thay đổi đáp án. Cái đáp án 3 ý C là gỡ được một điểm. Đấy, hay không? Đấy, đây này. Khẳng định nào dưới đây đấy, có thể được sử dụng để miêu tả sản phẩm? Một, sản phẩm này 100% từ thiên nhiên. Đấy, các anh chị có để ý không? Mà không có tài liệu đáng tin cậy kèm theo. Đấy, nhá. Rồi là gì ạ? Sản phẩm này bán chạy số 1 châu Á. Đó. Thì bây giờ mình hiểu luật một cái, mình làm trách nhiệm nó cũng ngon hơn. Thì ok anh chị em mình chụp lại nhá. Ảnh nhỏ quá. Sẽ này, ảnh nhỏ quá. Ảnh này anh chị em mình xem anh chị em nào chụp được to to gửi vào trong nhóm nhá. Đây, bà Đoan này, bà ấy gỡ được 2 điểm đây này. Nhá. Thì hôm tới này anh chị em nào mà có câu hỏi nhá, không nhìn thấy gì á, đây này, đấy, ban tổ chức vừa anh em vừa gửi vào trong nhóm lớp rồi đấy, nét cưng nhá, ai mà chưa có thì chạy vào trong nhóm nhá. Quái không mọi người, nhóm 280 người mà bây giờ mới có 250 người, thế thì dấu hiệu là gì mọi người? 30 ông là đang đi rửa đít cho con à? Đấy. Nhiều anh em này đấy, đáng yêu lắm nhá. Rồi ok, thì cái vụ kháng cáo ấy thì anh chị em mình hiểu là như vậy, thì khi mà anh chị em mình vi phạm một cái thì những cái nào mình cứ tự tin mình kháng cáo lại thôi nhá. Nhưng mà có một cái lưu ý này, có một cái lưu ý này là khi mà anh chị em mình bị 24 điểm ấy, lưu ý nhá, khi anh chị em mình bị 24 điểm thì tuyệt đối không tự kháng cáo nhá, không tự kháng cáo, mà đầu tiên là anh chị em cứ phải nhắn trước cho cần trước đã. Bởi vì sao? Cái vụ mà 24 điểm ấy thì chia sẻ với cả nhà nó có cách để gỡ 24 điểm đấy. Nhưng mà nếu như mà anh chị em mình lỡ mà kháng cáo rồi ấy thì anh chị em mình rất là khó. Cứ kể cả là anh chị em mình bị vi phạm là đúng nhá, nhưng mà nó có cách để gỡ. Nhưng mà cái đấy cần nói luôn là mất chi phí. Nếu như anh chị em mình bị vi phạm rõ rồi nhá. Đấy. Thì cái đấy nó gọi là nó có bị mất chi phí, nhưng mà chỉ kháng cáo được khi mà anh chị em mình chưa kháng cáo gì. Thế nên là anh chị em mình nhá, là khi mà đã dính vụ 24 điểm là anh chị em mình tuyệt đối không tự kháng cáo. Đấy, nhắn tin cho chuyên gia nhờ họ tư vấn cho. Thì những cái vụ mà nó bị oan thì người ta có thể xem xét, nhưng cái vụ mà nó bị kiểu là bị rõ rồi ấy. Đấy, thì chắc chắn là mình phải đi cửa sau. Được chưa?
Rồi, gỡ kênh rồi thì có bị flop hay không? Thì khi mà anh chị em mình bị gỡ xong rồi thì có một cái tình trạng này nó sẽ xảy ra nhé. Là khi mà anh chị em mình bị vi phạm nhiều ấy thì cái kênh của mình tự nhiên nó kiểu như kiểu bị vào danh sách đen đấy. Trời ơi, có những cái thứ trước đây mình nói được mà bây giờ mình không nói được. Tức là trước đây mình nói được nhá, nhưng bây giờ cứ nói là bị vi phạm. Có không mọi người? Tức là nó sẽ quét kỹ hơn cái kênh đấy. Thế nên là anh chị em mình cũng cần phải chỉnh chu hơn nhá, cần phải chỉnh chu hơn về những cái lời ăn tiếng nói khi mà mình bị vi phạm nhiều ấy. Xóa và ẩn bài trên. Bây giờ là ẩn là vẫn bị nhá, nếu như mà bị vi phạm thì nó nên là xóa chứ không phải là ẩn. Ẩn vẫn bị nhá. Video 1-2 view thì có lên xóa đi không ạ? Nếu mà 1-2 view thì chỉ cần ẩn thôi. Đấy, còn vi phạm cơ thì anh chị em mình mới có thể là xóa. Có nên gỡ lại bài không đạt, không đầy? Có chứ nhá. Như vậy có cần phải xây lại kênh không? Tùy tùy trường hợp mới lại phải xây lại thôi.